Mười cuốn thôi. Mẫu nào đây?
là bây giờ bạn vô sinh nói thì được một hình con buồn mà nó không nói mọi người đến khá là đông đủ rồi, bên trong rồi bên ngoài mình thấy là ở bên trong thì cũng khá là đông đủ mọi người. Bạn nào mà chưa có nhu cầu mua máy muốn ra ngoài chơi thêm trò chơi nhận thêm quà thì có thể ra ngoài này với mình đúng không ạ? Rồi tôi sẽ đi nhận trách nhiệm với mình. Giúp gì cho mấy anh? Từ cái này nhá. Thì cậu anh làm rồi thì tôi cũng để cho con chui. Lấy con em coi chứ. Anh ngồi ghế đi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Cái này thì không ram đâu thật đó. Cái này ram nó hay. Thì bây đổi thì khoảng 300. Bật mẹ.
Ok, đây là game đầu tiên. Anh em còn chưa yêu anh em ơi. Cái câu này ngoài Hà Nội là rất hay là nói lưu. Không biết trong Sài Gòn các bạn nói có bị lưu không? Nhắn có bỏ dấu không anh? Ký tự lên thì nên là nhắn cho chuẩn nhá. Ngay khi chưa chết là đã đúng 100% đâu. Tiếp theo đã có một khoản tiền nhà đến. Chưa. Phải thì biết thì chưa. Ai có muốn thay đổi kết quả hay thay đổi tin nhắn không thì cứ nhắn đi. Mình đợi thêm thế. Lần lần thế là sai mất một cái rồi. Rồi nhắn lại thì là 3 phút 3 giờ 05 để sau lứa lên lại sai một chữ. Rồi để em xem. Tôi sai chính tả là lại hơn 57 của ai ạ? Đấy thế mới nói rồi sao lại số đó cho em chơi lại vậy. Em có làm nước cả. Em mọi người cũng làm lần lần. Được biết tới lúc đứa. Chẳng bấm còn rồi. Lên mày lên. Cố vũ đi ạ, cố vũ đi ạ. Trơn. Ok, cảm ơn bạn nhé. Hôm nay thì thực chất ra là offline cái buổi ngày hôm nay là để mà trong cái chương trình là gọi là khai trương ấy. Anh đã gọi nước chưa? Thì game thì mình cũng chuẩn bị là một vài trò. Thế nhưng mà cái phần định là chia sẻ với ba một phần để mà giải đáp cái ý kiến câu hỏi của các bạn. Thì nói thật là hôm nay chọn ngày không chuẩn lắm nên mọi người đến không có nhiều. Nên marketing ba một phần cũng có thể tổ cho mình. Có bái có câu hỏi gì không? Nếu mà hỏi kiểu rằng như là tôi có đánh trai không thì sẽ trả lời là được đó. Mình sẽ cách rồi. Thì bây giờ chia đội anh với cả một đội nhá. Hai người một đội nhá. Ôm nhau thẳng thiết cả đi. Hai người một đội nhá. Thế thì bây giờ. Đâu nhất bắt phở bụng nhất ra. Ok. Không ngờ là hai thanh niên này quá lầy, nhanh vãi nổi. cái bánh mì giống cái Bitexco anh à. Tôi biết đâu mà ăn rồi sao. Nhưng mà ông dễ như cái Bitexco á. Hai bạn sẽ đi thì sẽ là cái chiếc tai nghe. Cuối cùng thì xin gửi tặng các bạn một xin mời các bạn. Đây là game thứ hai. Túi cao hùng trong sáng. Chụp đi. Đứng chắc có chăng không như thế. Chụp ra chụp lấy tấm hình đi. Một, hai. Theo tôi cái nào đi cô gái dễ hơn. Mà tại sao đứa trẻ lại thích Apple nhiều hơn. Rất sớm tại Việt Nam, tuy nhiên là cái thời gian trước thì chưa được public, mà chỉ có hồi rồi liều quá nên làm cái video thôi. Thế thì lúc 7 này, bắt đầu thì mình dựa trên thông số của nó thì mình không thấy có một cái gì gọi là thông số để mà mình nâng cấp lên cả. Tại vì sao? Thứ nhất là cấu hình thì tương tự như là chiếc F1 FPS. Cái mặt trước của nó là cong. Nó là cong thì nó cong rất nhẹ hơn nhiều. Không thể nào mình tin được là cầm cái con Note 7 nó dễ chịu đến mức độ như thế. Đấy, rất là tuyệt vời luôn. Còn có cái tính năng của mình thích nhất thì đấy là tính năng là quét vọng mạc của nó. Bắt đầu thì mình mình hay dùng cái từ vọng mạc như hết luôn. Thế đây là cái đấy là cái mà mình bảo cần bảo mật rất là cao. Thế nên là cái vọng mắt này nó sẽ là cái trong tương lai mà nó sẽ bảo mật luôn cho các bạn. Tức là bắt đầu sau 2 năm. Cái điểm thứ hai nữa là Apple nó làm ra những sản phẩm mà 1 năm chỉ giá có 1
sau này lại có điều kiện mua những cái sản phẩm thế. Thế nên người ta rất là ưa chuộng. Còn đến cái Samsung này, họ cũng ra những sản phẩm rất là cao cấp như giọng nốt, giọng nét các thứ. 5G cách đây vài năm thì cái hồi đó nó có được xếp là giá rất là cao, tại vì nó chỉ thấp hơn 100 euro so với là chiếc iPhone 5S. Cái nào an toàn hơn và cái việc mà khi bộ thấy thấy nước thì cái thằng là nó phải á, với lại thằng là cảm biến mống mắt và cái cảm biến vân tay ấy, thì cái cảm biến mống mắt nó sẽ bảo mật hơn. Bởi vân tay này làm giả rất là dễ, các bạn chỉ cần lấy chúng ta làm giả rất là dễ vân tay, bởi vì nếu nó đúng ra này, chúng ta có một cái vân tay như này, các bạn sẽ có những cái máy scan, hoặc là đơn giản bây giờ nếu mà các bạn ăn kẹo cao su ạ, đúng là anh cứ uống trắng hoặc uống đen đó. Còn về mống mắt này, mỗi người chỉ có một cái mắt này thôi, một cái mắt này thôi. Đấy, cái sắc thái màu sắc này, cái chi tiết bên trong mắt này nó khác nhau. Thế nên để mà làm giả được cái này thì nó cực kỳ khó. Ít ra thì mình hiện tại, và trong tương lai thì không biết. Mấy tờ tàu hay là mấy tờ cựa thì nó giỏi lắm. Không biết làm được một lần. Ít ra trong thời điểm này thì nó đang rất là mỏng. Đó, đây câu hỏi thì các em còn Sony và Samsung. Em thì em chưa so sánh trực tiếp nhưng mà em dùng cả hai máy rồi. Thì Apple F1S. Nếu mà nó về chiến lược marketing nó thành công thì tại sao những cái hãng khác nó không bắt chước theo Apple? Nó là marketing như vậy. Cái này, nếu có cái máy phải đẹp này, phải chụp hình đẹp này, phải có một thứ thi tốt. Hay là như bạn này thì là muốn một cái máy này, cái gì cũng đều, không cái gì cũng cái tốt cả. Nhưng mà mình chụp hình cái gì cái đó nó phải tốt trong một bức ảnh nào đó. Thì Apple F1S lần này nó nhằm đến cái đối tượng là tức là pin phải tốt. Anh Tony cho em hỏi là hồi sáng bây giờ mình mới bắt cái phòng tiên ghé nó trong cái cộng đồng người yêu điện thoại Việt Nam đó là top 500 kênh công nghệ tải từ lớn nhất toàn cầu. Thì trong đó thì nó khá nhiều kênh Việt Nam như là Google, Server S, Channel, di động thông minh, Clickbuy, tinh tế, di động hơn, rất là rộng. Nói chung là nhiều cái rất là lạ luôn. Còn về cái mà như Sam nói thì tại sao cái mảng review Việt Nam phát triển nhanh đến như mức độ như vậy? Là bởi vì thực ra thì bên nước ngoài người ta phát triển cái review này rất là lâu rồi. Nó phát triển đến mức độ mà bây giờ người ta đang chứng lại rồi. Cứ cho là LG hoặc Lapsip nó tập trung vào những cái khác như là camera này, rồi nó tập trung vào cái trải nghiệm người dùng các thứ này, module các thứ này. Nhưng mà module thì đắt này, ở Việt Nam chẳng có ai có mà xài này. Chưa gì nữa, nó cũng làm dạng như là một cái hệ hành mã thuần túy như iOS, tức là nó sẽ khó có thể nào mà xâm phạm vô cái bảo mật của nó được, cho nên đó là một cái lý do mà tại sao người ta lại tin dùng BlackBerry. Đối với doanh nhân người ta thích dùng BlackBerry không phải là tại vì nó sang trọng iPhone vẫn sang trọng hơn. Cầm cho em một quả bóng này ạ. Bóng nè. Đây, đôi này. Rồi. Cái trò chơi của mình yêu cầu đấy là gì? Hai người đứng đối diện với nhau ạ. Các bạn ra đây một chút. Đứng đối diện với nhau ạ. Các bạn đứng đây đi. Các bạn đứng đây. Rét lên. Hơi lạnh. Thôi, vận động tí cho ấm. Hai đứng cộng vào được ạ. Đứng đối diện nhau ạ. Để trên này cao quá, để xuống dưới chân. Đấy, tầm đầu gối này được. Để. Bây giờ thì cái yêu cầu của em đấy là gì? Đấy làm sao đẩy quả bóng này lên phía trên. Bắt đầu đi ạ. Đẩy lại chứ. Ôm nhau.
nằm ở dưới, nằm ở dưới. Ủa, resort. Tao chưa ra. Tao. Là lộ cái anh cái là lộ á. Em làm lại, em làm. Quay qua là lộ á. Em làm lại. Quay qua là lộ á. Là một, là với mẹ. Quay hai. Đây đường đường đường. Có 27, có 72. Mày có được có thôi, 36. Tiếp. Bao nhiêu ạ? 0938 38 348 348 656 656. Đấy, điện thoại chỉ cần rung lên là 0938 348 656. Rồi, ok. Điện thoại đã rung và chúng ta đã có chủ nhân của chiếc điện thoại. Em, rất tuyệt vời. Này không biết được bao nhiêu đâu. Cùng với bọn thì không biết nào không? Chọn mặc định sẽ có một cái gậy tự sướng hoặc là một cái kẹp hoặc là một cái thứ gì đó. Yên tâm là ở đây có một em gái xinh xinh là Thôi. Chúng này đẹp thì tốt. Đấy.